Phương Hà, sở thích của mình là đọc sách và truyện. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cuốn truyện Doraemon. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về gia đình của Nobita. Gia đình của Nobita gồm 3 thành viên: bố, mẹ, Nobita. Bạn của Nobita là Suka, trai em, Seiko, Deki và Doraemon. Nobita rất nghịch và lười học, luôn đòi bảo bối của Nobita. Các bạn của Nobita học rất giỏi, chỉ riêng Nobita rất lười học và luôn trêu tức bạn bè. Với những câu chuyện vui như thế này, các bạn nên học sau những giờ học căng thẳng. Bây giờ mình phải tạm biệt các bạn rồi. Phương Hà xin kính chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.